Xin chào mọi người, em xin giới thiệu em là Giang Anh, em 18 tuổi, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Tuyên Quang. Sở thích của em là được ăn, được hát, được đi shopping và đặc biệt là được like up Hago. Hago có rất nhiều tiện ích như là phòng chat này, phòng karaoke này. Hôm nay em sẽ casting idol cho team Daisy. Nickname của em là Giang Anh, ID là 689829128. Hôm nay em đến đây em có một món quà cho mọi người, đó là một bài hát. Mọi người cùng lắng nghe nhé. Xong rồi.